chào mọi người quay trở lại với kênh YouTube của An Phát Computer. Thì mới đến tháng 4 năm 2021 thôi mà đây là mẫu Acer Nitro 5 thứ 3 mình được cầm trên tay để có thể trải nghiệm và review. Thì là phiên bản mới nhất vừa được ra mắt thì không biết là có khác gì nhiều so với hai phiên bản tiền nhiệm cũng được ra mắt vào đầu năm 2021 này không? Thế cùng mình vào video nhé. Laptop gaming thì chắc chắn đầu tiên mình sẽ xét về mặt cấu hình. Thì là phiên bản mới nhất thì nên là Acer Nitro 5 đã được nâng cấp về cấu hình một cách đáng kể. Laptop gaming thì nên là chắc chắn để phục vụ nhu cầu chơi game là yếu tố hàng đầu để các bạn quyết định mua Acer Nitro 5 rồi. Thế nhưng mà ngoài chơi game ra thì Acer Nitro 5 còn có thể phục vụ nhu cầu livestream nữa. Và vừa để có thể hỗ trợ khả năng vừa livestream vừa chơi game thì cấu hình trong máy cũng phải đủ tốt để có thể đáp ứng được. Ở đây thì máy sẽ được trang bị CPU thế hệ thứ 11 mới nhất Intel Core i7-11370H 4x8 luồng, ổ cứng 512GB kết hợp với card đồ họa cơ bản NVIDIA GTX 1650. Hiện tại thì RAM đang là 8GB và có thể đáp ứng được tốt nhu cầu livestream thì các bạn nên nâng cấp thêm một thanh RAM 8GB nữa. Tối đa thì có thể nâng cấp lên thành 32GB để vừa có thể chơi game vừa có thể livestream phim mượt nhất có thể với các tựa game nhẹ nhàng như là Liên Minh Điện Thoại hay là Dota 2. Sau phần test game thì các bạn cũng có thể thấy được là nhiệt độ của máy khá là ổn định, phù hợp với nhu cầu gaming. Với 4 khe thoát gió tản nhiệt xung quanh máy thì điểm làm nên thành công của Acer Nitro 5 phiên bản mới nhất này chính là hệ thống tản nhiệt. Khả năng làm mát thì với phần mềm là NitroSyn cũng đạt được nâng cấp lên phiên bản mới, sẽ giúp cho các bạn làm việc với hiệu suất cao mà vẫn luôn mát mẻ. Ở đây thì Acer Nitro 5 được trang bị hệ thống tản nhiệt sẽ gồm là hai quạt và các ống đồng, sẽ giúp cải thiện đến 25% hiệu suất tản nhiệt so với thế hệ tiền nhiệm. Điều này thì cũng được tối ưu hóa với công nghệ là Cool Boost sẽ làm tăng khả năng tốc độ quạt lên tới 10% và làm mát CPU lẫn GPU thêm 9% nữa. Với mức cấu hình cao như này thì các bạn hoàn toàn có thể làm các tác vụ liên quan đến đồ họa với cả một chiếc màn hình tốt. Ở đây thì màn hình sẽ là màn hình 15,6 inch Full HD tấm nền IPS. Tần số quét sẽ là 144Hz cực kỳ ổn khi chơi game. Nhất là với các tựa game có độ FPS cao thì tần số quét 144Hz sẽ mượt hơn rất là nhiều. Chất lượng hiển thị thì khi đo đạc sẽ là 100% sRGB, 89% Adobe RGB, 72% NTSC, 95% DCI-P3. Các nhu cầu liên quan đến làm việc về màu sắc này, edit video, thiết kế hay làm về đồ họa thì mỗi laptop này đều có thể đáp ứng được từ cấu hình cho tới màn hình. Về thiết kế thì hầu như Acer Nitro 5 không thay đổi quá nhiều, với hai màu vẫn là đen đỏ là chủ đạo, kết hợp với bề mặt laptop được thiết kế hầm hố và góc cạnh hơn, kết hợp với họa tiết phay xước ở hai bên. Cạnh trên thì vẫn được trang bị webcam chất lượng HD. Acer Nitro 5 thì được trang bị bàn phím là LED RGB 4 vùng, có thể tùy chỉnh các thiết lập màu sắc và nhiều hiệu ứng dễ dàng ngay trên phần mềm là NitroSyn được tích hợp sẵn. Ở đây thì cụm phím là WASD và 4 phím điều hướng được làm nổi bật hơn này, cùng với phím cách sẽ được thiết kế lớn hơn, sẽ giúp cho việc chơi game của các bạn trở nên cực kỳ dễ dàng. Và vì là laptop gaming thì nên là touchpad có trải nghiệm vừa đủ trong trường hợp là các bạn không có chuột. Các bạn vẫn nên sử dụng chuột rời để có thể mang lại trải nghiệm chơi game một cách tốt nhất. Cổng kết nối thì sẽ gồm có cổng nguồn được đặt ở đằng sau. Các cổng còn lại sẽ được đặt ở hai bên máy, bao gồm là một cổng HDMI, một cổng USB Type-C hỗ trợ Thunderbolt, ba cổng USB Type-A, một cổng mạng LAN RJ45 và một jack audio combo. Và cuối cùng sẽ là chế độ bảo hành. Và với phần lớn những anh em khi mua laptop gaming thì thường rất là ngại với các vấn đề bảo hành. Không như PC gaming thì có thể tháo rời những linh kiện cần bảo hành ra và có thể thay thế vào linh kiện khác trong thời gian chờ đợi. Đối với laptop gaming thì mọi người luôn phải mang theo cả chiếc máy tính đi để có thể bảo hành. Điều này thì có thể ảnh hưởng tới tiến độ công việc của mọi người khá là nhiều.
Và với chính sách bảo hành là 3S1 siêu nhanh trong vòng 3 ngày kể cả ngày thứ bảy và chủ nhật, quá 3 ngày một đổi một thì sản phẩm mới sẽ có giá trị tương đương hoặc là cao hơn, cực kỳ tiện lợi và luôn nghĩ cho khách hàng của Acer. Thì tất tần tật về các chính sách bảo hành này, link sản phẩm cũng như là các chương trình khuyến mại mình sẽ để ở đường link phía dưới phần mô tả nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video sau. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này. Và nếu như có thắc mắc về bất kỳ sản phẩm hay chương trình khuyến mại nào thì đường link tư vấn miễn phí cũng như là mua hàng mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Và nếu chưa đủ tiền để rước em nó về, đừng quên là ăn phát có trả góp 0%. Nhớ like, share cũng như subscribe và để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.